Ki-jun thủ vai ác nhân số 1 trong Penthouse, bộ phim gây bão toàn châu Á trong thời gian vừa qua. Ki-jun vào vai Judante, một ông chồng đầy mưu mô tàn nhẫn, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Không những ra tay bạo lực với gia đình, mà chủ tịch Judante còn mang thói trăng hoa vô độ. Nhãn mặt khán giả qua các vai phản diện khiến không ít người nghĩ rằng nam diễn viên ngoài đời cũng có tính cách lạnh lùng và nghiêm túc. Tuy nhiên thực tế thì đời tư và tính cách của Ki-jun vô cùng bình lặng và ấm áp. Xuất thân là diễn viên nhạc kịch kỳ cựu. Ki-jun sinh năm 1976 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh theo học cấp 2 và 3 tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trực thuộc Đại học Sư phạm Hàn Quốc. Điều đặc biệt là dù sinh năm 1976, nhưng anh đã đi học sớm 1 năm và chung lớp với các anh chị trên mình 1 tuổi. Sau đó anh thi đỗ vào khoa nghệ thuật biểu diễn và nhạc kịch Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul. Đây là trường đại học nghệ thuật quốc gia duy nhất với mục đích phục vụ như một tổ chức hàng đầu đào tạo nghệ sĩ. Trước đó, khi đang học cấp 2, anh đã cho thấy năng khiếu diễn xuất của mình khi tham gia đóng phim. Đến những năm cấp 3, nam tài tử còn tham gia ca hát. Anh tâm sự, tôi không biết liệu đây có phải là công việc vào thời điểm đó không. Tôi chỉ biết rằng mình thích nó. Tôi cảm thấy vui khi hát cho người bạn thân đang chơi đàn. Chia sẻ về niềm yêu thích với phim ảnh, anh nói, ở nhà xem TV mà thấy một diễn viên nào đó hay quá. Lúc đó tôi nghĩ mình muốn trở nên như thế, dù không nhớ chính xác đó là loại phim gì hay diễn viên nào. Thời sinh viên, nam tài tử đã bắt đầu tham gia làm diễn viên cho một nhà hát. Năm 1996, anh được giao trọng trách thể hiện vai Oliver trong vở nhạc kịch cổ điển Richard III. Kể từ đó, anh liên tục tham gia hàng chục vở nhạc kịch như Young Weather Sadness, Ascension, Husquid, Fighting Kim Jong-wook, Just the Stripper và Catch Me If You Can. Hiện tại, dù sự nghiệp điện ảnh thăng hạng, anh vẫn tiếp tục tham gia vào những vở nhạc kịch lớn nhỏ trong nước. Nhưng trước khi bén duyên với các vai diễn này, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh đã từ nghĩ tới việc sẽ gia nhập quân đội. Nhưng sau đó vì sự thuyết phục và động viên của mẹ, anh vẫn tiếp tục thực hiện ước mơ chinh phục con đường làm diễn viên. Ki-jun lần đầu thử sức với phim ảnh cùng vai diễn nhỏ trong bộ phim sitcom Hãy Cười Lên Nào và chinh phục khán giả qua các bộ phim truyền hình điện ảnh nổi tiếng như Thế Giới Họ Đang Sống, Hương Tình Đầu, Mặt Nạ Công Tố Viên, Bị Cáo, I'm Not a Robot. Trong số tác phẩm kể trên thì các vai phản diện được phần đông khán giả đánh giá cao hơn cả, đặc biệt là khi Ki-jun hóa thân vào vai hai anh em sinh đôi ở Bị Cáo. Ki-jun đã lột tả xuất thần các phân cảnh móp méo trong tâm lý nhân vật khiến khán giả phải rùng mình vì quá chân thật. Ống kính phóng viên từng ghi lại hình ảnh Ki-jun không giấu được vẻ hào hứng khi mặc bộ đồ đấu kiếm đi lại trên phim trường Bị Cáo. Nhưng trong bức ảnh tiếp theo, khi máy quay đã chạy, anh lập tức thay đổi 180 độ khi hóa thân vào vai phản diện Cha Mi-ho với hội chứng sợ vật nhọn. Có thể nói ít ai đóng vai phản diện xuất sắc được như Ki-jun. Cũng nhờ vai diễn này mà Ki-jun đã vinh dự nhận được giải thưởng danh giá nhân vật xuất sắc nhất năm của SBS. Tuy nhiên, trái ngược với các vai phản diện trên màn ảnh, tính cách của Ki-jun được đồng nghiệp mô tả là hòa đồng, thân thiện và hài hước khi anh liên tục tấu hài ở các video hậu trường hay trên các chương trình tạp kỹ. Thánh ế lần danh showbiz Hàn từng vướng tin đồn yêu đồng tính. Ở Penthouse, khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh trăng hoa của chủ tịch Judante khi cặp kè một lúc hết nguyên dàn nữ chính. Có lẽ chuyện tình đời thật của anh sẽ làm các mọt phim bất ngờ. Trên thực tế thì Ki-jun xác nhận là vẫn độc thân ở tuổi tứ tuần. Đời tư của anh cũng rất giản dị và trong sạch, không gặp phải bất kỳ scandal tai tiếng nào cả. Vì có lẽ độc thân quá lâu nên từng có tin đồn rằng nam tài tử Penthouse cặp kè với giọng ca chính Kyun Hoon của Super Junior. Nguồn cơn tin đồn này là sau khi tham gia chung vở nhạc kịch Robin Hood, cả hai có những cử chỉ đặc biệt thân mật và thường xuyên ra ngoài uống rượu tâm tình nên đã có không ít lời xì xầm to nhỏ về tin đồn đồng tính. Tuy nhiên, Ki-jun và Kyun Hoon đều đã lên tiếng phủ nhận trên sóng truyền hình chương trình Radio Star. Ki-jun chia sẻ, dạo gần đây xuất hiện tin đồn về một ca sĩ thần tượng và một diễn viên nhạc kịch đang hẹn hò với nhau. Họ nói rằng đó là tôi và Kyun Hoon. Tôi nghĩ rằng tôi chính là người đầu tiên biết về tin đồn này. Không hiểu ai đó đã cố tình gọi cho tôi để nói về việc này. Những diễn viên cùng tham gia vở nhạc kịch với cả hai cũng khẳng định, Kyun Hoon và Ki-jun thường đi cùng nhau ra ngoài để uống rượu vào ban đêm. Vì vậy, sau khi nghe tin đồn đó, tôi cũng nghĩ rằng họ đang hẹn hò thực sự. Tuy cách nhau tới 11 tuổi nhưng Kyun Hoon tỏ ra khá thân thiết và hợp cả với tiền bối của mình. Em út Super Junior còn hóm hỉnh đùa rằng Ki-jun đã nhắn tin nói với tôi về tin đồn hẹn hò này. Sau đó tôi đã nhắn tin lại và gọi anh ấy bằng Honey. Anh ấy ngay lập tức chửi thề với tôi. Nếu ở Penthouse, quý ông lịch lãm Judante bị hút hồn bởi các bóng hồng có vẻ ngoài trưởng thành và quyến rũ, thì ngoài đời mẫu người lý tưởng của Ki-jun trái ngược hoàn toàn. Anh chia sẻ rằng mẫu người lý tưởng là những quý cô có vẻ ngoài trong sáng và gương mặt baby, phù hợp với tiêu chí đó chính là em gái quốc dân Moon Geun-yeon. Ngoài ra, Ki-jun cũng cho biết rằng
Song Hye Kyo chính là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp và hợp tác cùng. Nam tài tử từng làm việc với Song Hye Kyo trong bộ phim điện ảnh Thế giới họ đang sống vào năm 2009 cùng Hyun Bin. Đây chính là tác phẩm khiến Song Hye Kyo và Hyun Bin nảy sinh tình cảm yêu đương. Phải chăng chính vì những tiêu chuẩn cực cao về bạn gái của đời mình mà đến giờ ác nam vẫn lẻ bóng? Sau bộ phim Penthouse, Kyun được fan đẩy thuyền nhiệt tình với chị đẹp Lizzie A. Cả hai được cho là có dấu hiệu trên mức tình bạn. Trong phim, Kyun và Lizzie A là vợ chồng nhưng lại đồng sàng dị mộng. Mỗi người một suy nghĩ. Nếu Su Ri-yun đem ngày tính kế để có thể trả thù cho cô con gái ruột của mình, thì chủ tịch Su với vẻ ngoài lịch lãm điển trai lại muốn hại vợ của mình để chiếm trọn khối gia sản lớn từ nhà vợ. Không chỉ tìm cách hãm hại con gái riêng của vợ, Yudante lại còn ôm mộng muốn nuốt miếng đất vàng của Su Yeon. Thế nên ở tập áp cuối của mùa 1, chủ tịch Su đã ra tay tàn nhẫn để hại vợ. Những phân cảnh mạnh bạo, động tay động chân mà chủ tịch Su dành cho vợ khiến không ít người xem phải tỏ ra bức xúc và chán ghét. Đỉnh điểm nhất đó chính là màn thẳng tay tiễn vợ lên thiên đường mà không chút lo sợ khiến không ít khán giả tỏ ra phẫn nộ. Trên phim là vậy, thế nhưng ở ngoài đời cặp đôi lại thể hiện một tính cách khác, hoàn toàn dễ thương và có phần lãng mạn với nhau. Ai ai cũng phải xích xoa trước độ hợp nhau của cặp đôi này. Thậm chí không ít fan còn đẩy thuyền mong họ nên duyên ngoài đời thật. Theo đó, netizen đã soi được chi tiết trong một cảnh hôn của nhân vật Yudante dành cho Su Ri-yeon trong phim, tai của Kyun đỏ ửng lên. Với chi tiết này, nhiều fan đều cho rằng Kyun đang có tình ý với Lizzie A nên mới ngượng ngùng, tai chuyển sang ửng đỏ khi diễn cảnh hôn với chị đẹp. Tuy nhiên, trong cảnh hôn với Seo Jin Kim So-yeon, tai của Kyun lại rất bình thường. Nhiều netizen cho rằng rất có thể do biết bà giáo đã có chồng ngoài đời nên Kyun không có tí cảm xúc nào chăng. Chưa dừng lại ở đó, fan còn soi được ở hậu trường phim, Lizzie A thường xuyên trêu chọc Kyun, khiến anh bất giác mỉm cười ngọt ngào. Cặp đôi không ngại đùa giỡn trước bàn dân thiên hạ sau khi trao cho nhau ánh mắt ngọt như mật ong. Không chỉ làm trò chọc cười, nam diễn viên còn thường xuyên bị bắt gặp ngắm bạn diễn đắm đuối. Tuy không phải là ngôi sao hạng A đình đám ai cũng nhớ tên, thế nhưng nhìn mặt Kyun, nhiều khán giả sẽ nhận ra ngay một diễn viên xuất sắc của màn ảnh Hàn. Từ những vai hiền lành cách đây chục năm hay gần đây dần chuyển hướng sang vai phản diện, Yudante vẫn khiến khán giả nức lòng với diễn xuất đỉnh cao của mình. Trong tương lai, ắt hẳn nam diễn viên sẽ có nhiều bứt phá hơn nữa. Bên cạnh đó, fan hâm mộ hy vọng Kyun sớm tìm được một nửa đích thực để lập gia đình sinh con, viên mãn từ hôn nhân đến sự nghiệp.